Hello, everybody, welcome to Health with KT. Chào bạn, chào các bạn đã quay lại với kênh Health with KT. Thì sau khi quyết định thì đáng lý ra là Health sẽ nâng con mã siêu lên mấy sao đây? 5 sao. Nhưng mà Health quyết định là thôi, để từ từ đi. Trước mắt là đưa mấy con này cho nó lên level, cho nó lực chiến cho nó cao cao. Chứ giờ con main chính thì chắc là mai chiều sẽ gắng cố gắng cho nó lên được 10.000 ức ha. Chứ giờ coi nó nè. Trời ơi, nhìn thấy chán chưa? Đó. Đấy, lên 10.000 ức là nhìn nó đẹp liền. Còn bây giờ là nó có... cái này là bao nhiêu đây? Nó còn xa lắm. Rồi con này nữa. Con này là con Triệu Vân đúng không? Hình như là vậy. Mà cũng không quan tâm lắm. Bây giờ cũng sẽ cho nó lên luôn ha. Nào. Một con thương kim mà hàng thủ. À, ok. Quyết định là sẽ lượm em này về. Và sau này không lượm mấy con kia nữa. Con này thì chắc sẽ không rồi. Hôm bữa lượm con tôm thượng hương. Ok. Đấy. Ok luôn. Có lượm luôn tướng búp đồ cho nó rồi luôn. Đó, trời ơi. Đó. Ôi, cầm cái thiên là biết em khủ ngon rồi. Gán lên mã siêu 5 sao hoặc là để 4 sao đó rồi nâng con này lên 4 sao rồi tiếp con mã siêu lên tiếp ha. Đấy, ok. Rồi. Bao ok. Rồi, 4 con để kích duyên cho em nó đây. Cũng chuẩn bị luôn rồi, chuẩn bị xong rồi mới dám đem em nó vô chứ. Đó. Trời ơi, chuẩn bị hết rồi bầu ơi, đây nữa nè. Đó. Ôi, lúc mà mới chơi cầm thấy mấy con này, trời nhìn phê lắm các bạn ơi. Giờ thì phải hương kim. Bởi vì hương kim mới đánh được với hương kim thôi, chứ mấy con kia là không đánh được hương kim. Thiên kim mà đi đánh với hương kim thì là thấy thiên kim thua rồi đó. Hương kim vẫn là ngon nhất. Nào. Mai chiều ráng nâng con men lên nữa là đẹp rồi. Đáng lý ra là cái này là event của nó là sắp hết rồi. Nhưng mà nó đang đua cái này các bạn ơi. Theo có không biết là cái top của bên là cái top gì, top thế giới hay là top gì á. Không biết mình có hưởng ké không, như là hồng quá. Chắc là hồng rồi. Dễ dàng được mấy cái này. Nên là thôi, để đó đi. Mà vài bữa nửa tháng thì event này cũng quay lại thôi. Tiếp tục là săn event đó. Mất quá thì nâng cánh cho con men chính rồi các bạn à. Nâng cánh cho con men chính thôi chứ không gài cũng không có nâng con men chính lên, lực chiến yếu quá. Đi phó bản rồi một số phó bản đồ lên cũng không nổi các bạn ơi. Hơi yếu, men chính hơi yếu. Thế mà nếu mở hết mấy cái này ra thì nó có mạnh hơn không ta? Chưa biết nữa ha. Nào, ai cho con này thôi. Ê khoan, nếu mà hai nó ở đây thì nó cũng hơi yếu. Nào, hai nó ở đây đi. Ok. Ok. Đây là một nè. Trời, có nhiều con nữa vậy trời. Trời ơi, một đống luôn. Rồi. Bắt đài với nhau ngoài này đúng không? Con này nó đâu có kích duyên dài đâu, nên dẹp nó ra. Rồi, con này nữa nè. Đây. Rồi còn 3 con nữa thì vào đây. Đó. Trời. Chỗ kích duyên nhóc luôn. Đấy. Thôi. Ok anh em ơi. Ủa.
Ủa rồi hai con kia nó không có vô hả? Ở đây còn hai con nè. Giờ hai con này bỏ hả ta? Rồi kêu người chiến ra luôn. Khoan, để vô đây coi. Rồi, nó nằm đâu? Cái này đúng không? Ai vô cho con này đi. Ủa không thì lấy con này đi. Chưa, bình tĩnh. Bỏ con này ra. Ủa đâu rồi, đây. Đấy, lực chiến lên liền. Trời ơi à, lên được 66, mai chiều là nâng con này lên. Đổi cái này luôn chứ có một số thứ không có xài đậu phộng nữa nè. Như nè, nâng cái này lên là chưa nâng nữa nè. Trời ơi, ok men ơi. Đấy đấy, nâng nó lên. Thôi, đâu nãy mình không đổi con này qua cho con lữ bố ta. Thôi để con lữ bố đó đi, nâng lên 50 thôi. 50 thành 60 hả? Ok kệ đó, mua đá này mai chiều phải ra ngoài mua thêm các bạn ơi. Đấy, đã tới lúc nâng đội hình lên cho nó đều lực chiến rồi các bạn ơi. Trước là dồn cho con mã siêu không à, đó giờ là có điều kiện kinh tế hơn rồi ha. Trời ơi, cho mấy em này lên, mấy mốt tách ra cũng được luôn. Ok men ơi, không có điều kiện lên đồ thương kim thì dùng tạm đồ này thôi. Ôi, cái này thì không rồi, cái này không nên bút. Con này là cần cái hộp. Cái hộp thì ở ngoài. Oh, ở đây nữa hả ta? Wow, có nhiều thứ để nâng quá. Ây da. Wow. Ôi, hỏi lực hôm nay em cũng còn nhiều lắm các bạn ơi. Đó, 500 mấy hỏi lực luôn. Chù cho à, chưa biết để làm gì. Ừ, chắc cũng chỉ để farm mấy con này lên thôi. Ôi, nhiều thứ để nâng quá, có nhiều thứ để nâng quá. Ôi, con này chưa nâng hết nè, nó có cọc 7 à. Trời ơi à. Đó. Rồi, chưa nâng cái này nữa nè. Trời ơi à, ok. Tạm thời để nó đó đi. Bây giờ đi vô leo tiếp. Mà trước tiên thì đổi được cái đội hình coi. Đó, đúng rồi. Thậm chí là cho nó qua đây luôn. Ơ, hay cho nó lên 1 sao ta? Ừ đúng rồi, cho nó lên 1 sao luôn đi. Thôi để từ từ. Để nâng lên cho nó đều trang bị đồ đi rồi hãy cho nó lên 1 sao. Ok, để đi đánh một đứa rồi. Nè, đi đánh đứa hấp thôi. Đứa 67 gì 77 sao đánh lại. Hơn 10.000 ức là một cả một vấn đề đấy. Comment ở phía trước.
铁锁连环，铁锁连环，八阵阴阳，生死无悔。断翅，奇谋断翅，劈抗倒虚，神威天降，地破天穹，奔雷之势，枪出如龙，施然一棒，别小看我。谁敢挡我？雷浪侵袭，铁锁连环，铁锁连环，八阵阴阳，生死无悔，奔雷之势，神威天降。天穹，青龙灭水，天下无双，消极奇谋断翅，劈抗倒虚，神威天降。就是良方，怒气流天，气沉流芳，铁锁连环，铁锁连环，八阵阴阳，生死无悔，奔雷之势，烽火焚天，哎，人là biết thua rồi. Trời ơi, chán ghê chưa? Để coi, để coi. Ủa, nó giật ở trước mà ta. Thôi, tạm thời cho mày qua đây đi. Cho má tướng đăng mà giờ phải xuống dưới này trời. Mình sắp đỡ nó vậy đi anh em ơi. Tạm thời sắp nó đỡ vậy đi. Rồi từ từ nâng nó lại rồi mình đánh mình đổi lại tiếp ha. Đâu rồi. Giờ chơi ngông là lấy con 77 luôn nè, giúp nó luôn. Rồi thấy thua rồi đó. Đậu xanh nó nhìn hai con này là thấy thua rồi đó. Trời ơi. Ơi, để cho nó đánh khoảng 3 hiệp đi, rồi để coi sao. Không lấy sang quá.龙武皇威，烽火焚天，不羁之怒，雄烈天下，青刃夜击，青龙灭水。龙宗之策，
铁锁连环，夜鹰飞袭，龙宫之策，龙舞皇威，狂烈飓风，奔雷之势，谁敢挡我？施展一棒，烽火三天，雷浪天袭。Ôi, nhìn là biết nó hùa rồi các bạn ơi. Ôi, à, nhưng mà dù sao cũng là thêm được một con vào trong đội hình và một con vào cái gì gọi là cái gì ta? Sưu tập, bộ sưu tập của heo. Đó, tạm thời là đủ rồi. Mai chiều là nâng con hero chính lên nữa, con men lên nữa. Ôi, con men của tôi không nâng gì cả các bạn ơi. Cuối cùng giờ nó hơi hãm gì nè. Ok, thôi, bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Thì chỉ muốn san sẻ niềm vui này đến toàn thể anh em ơi ha. Ok, thôi, bye bye.